gì, tôi sẽ bồi thường sao? Vừa đá gà rồi chứ gì? Má cứ vậy hoài, cái đó chơi cho vui, bữa thắng bữa thua mà. Vậy chứ lấy tiền làm gì mà ngày nào cũng cá sấp má. Lấy nhiêu? Hai chai má. Gì? Con nói là 2 triệu. Ăn xài hoài. Yeah! Út nhỏ. Ê Út nhỏ, mày tính hút vô thiệt hả? Út nhỏ này có nói chơi bao giờ? Nói thiệt đó hả? Suy nghĩ lại đi Út nhỏ. Nói chơi thôi mà. Thôi kệ đó, chơi tới luôn. Coi cái gì ghê vậy bay? Dạ. Ông ơi. Năm đô khỏe không? Xin lỗi Năm đô nghe. Có thiệt hại gì tôi sẽ bồi thường sao? Từ đây về sau bỏ máu bồi thường lực lượng đi nghe chưa? Trời đất ơi, đứa nào vậy bay? Con gái ba đằng đó. Thiệt, đứa nào vô phước lắm mới rớ phải con này nè. Con gái mà dám cờ với tàu đó, bản lãnh y như ba rằng vậy. Thôi đi ông, nó làm sệ sử mệnh mà ông còn khen nó nữa.